con cá đầu tiên á. Chào các bạn. Hôm nay rảnh rỗi buồn quá thì mình cũng có nghe mấy người nói có ở đây có một chỗ câu mà toàn cá rô phi với lại cá trê, không dính thôi dính như cá mà ký trở lên không. Thì hôm nay mình cũng qua đây câu thử rồi thứ xem sao. Xong rồi nước đang rút xuống cạn, bây giờ mình tới nơi rồi thì mình cũng dàn câu ra coi thứ làm sao, nghe nói cũng ngon lắm. Mời các bạn. Sáng nay thì cái khúc sông này nước cũng nó cạn xuống rồi nhưng mình không có câu tay được, chỉ là câu máy thôi. Ồ, có cá rô phi nổi lên bự quá thôi. Wow, hai bàn tay xè luôn đó các bạn. Giờ mình chỉ câu được câu máy thôi, khi mà tới trưa hay chiều nước lên rồi bắt đầu mình mới câu tay. Bây giờ câu chỉ câu một cần câu máy thôi. Mời các bạn cùng câu với mình nha. Ơi, bắt đầu câu nha các bạn ơi. Đây là đồ nghề để câu cá nha các bạn, bao chì cước kẹo quá trời luôn.
ngồi cá ăn mà cá nhỏ 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 ăn không à. Cá lớn thấy đâu còn cá nhỏ nhỏ không. Cá lớn bằng tay bằng tay nổi lên đầy hết không ăn. Tại sao cá ăn rồi mọi người ơi, cá ăn rồi, cá ăn rồi. Được con rồi, 20 con này là ok rồi. Con cá đầu tiên á. Được một con cá đầu tiên, con này cỡ 300 gram á. Ngồi cá ăn mà cá nhỏ 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 ăn không à. Cá lớn thấy đâu còn cá nhỏ nhỏ không. Cá lớn bằng tay nổi lên đầy hết không ăn. Cá thứ hai nha, cá thứ hai. Nguyên một buổi trời, nguyên buổi trời được 2 con cá, trời ơi là trời. Trời ơi, trời ơi. Cũng hơi to đó nha các bạn, hơi to đó. Được. Nguyên một buổi trời được 2 con, trời ơi là trời. Rồi có một buổi trời được như đây nha các bạn. Đây à, có 2 con cá lao kiếm, hai con cá lao kiếm to đó, 2 con cá rô phi. Hai cá lao kiếm à. Rồi, câu cá, cá không ăn. Bây giờ đi thả lưới thôi. Rồi, thả lưới mà đi vô những chỗ gì ghê quá. Ta đi đường nào trời. Ta
có đường qua rồi. Đi theo đường mòn á. Giờ cũng đã chiều rồi thì mình đi là hơn một buổi, gần một ngày luôn, được 4 con cá. Bây giờ mình đi về mệt mỏi quá, ngồi gần ngày trời được 4 con cá, bây giờ mình thu gom đồ về. Thôi, chào tất cả các bạn, các mọi người nha, rồi mọi người nhớ ủng hộ kênh mình nha.